Khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa có quy mô lớn nhất, độc đáo nhất và kéo dài nhất trong phong trào Cần Vương cuối thế kỷ 19. Cuộc khởi nghĩa do Đình Nguyên tiến sĩ Phan Đình Phùng lãnh đạo với sự trợ giúp của Cao Thắng, Ngô Quảng, Cao Đạt, Hà Văn Mỹ, Nguyễn Chanh, Nguyễn Trạch. Địa bàn hoạt động của nghĩa quân bao gồm 4 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Trong đó địa bàn chính vẫn là Nghệ An, Hà Tĩnh. Phan Đình Phùng đã chia địa bàn 4 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình thành 15 quân thứ, xây dựng những chiến tuyến cố định, mạnh, kết hợp lối đánh du kích với lối đánh lớn. Cuộc khởi nghĩa Hương Khê đã gây cho Pháp nhiều tổn thất lớn. Những chiến thắng của Phan Đình Phùng như trận đánh Úc Thành Hà Tĩnh, bắt sống tri phủ Đinh Nho Quang năm 1892, trận Vạn Sơn tháng 3 năm 1893, trận tập kích Hà Tĩnh lần thứ hai năm 1894, và trận Vũ quang tháng 10 năm 1894 được coi là một thành tựu của nghệ thuật quân sự Việt Nam lúc đó. Phó tướng Cao Thắng là người có tài chế súng theo kiểu năm 1874 của Pháp. Thực dân Pháp phải huy động một lực lượng quân đội lớn với nhiều vũ khí hiện đại mới đàn áp được cuộc khởi nghĩa. Cao Thắng hy sinh lúc mới 30 tuổi. Phan Đình Phùng tạ thế ở núi Quạt ngày 28 tháng 12 năm 1895. 23 bộ tướng của ông cũng bị giặc Pháp bắt và xử tử tại Huế. Đầu năm 1896, những tiếng súng cuối cùng của phong trào Cần Vương cũng kết thúc.